Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki ở mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming, và lúc này mình đang ghé qua server Indo. Bên này có khá là nhiều những cái thông tin khá là thú vị mà sẽ hé lộ một số thứ mới trong game Free Fire. Mà trước tiên ở bên này đang có kiểu đại hội tặng thẻ chế tác, tặng cái vé vòng quay chế tác anh em ạ. Đấy, vừa mà phát cho luôn 5 năm vé. Đấy, vừa phát cho luôn 5 vé. Ok. Ở bên này họ còn làm hẳn một cái chuỗi sự kiện để dành riêng cho cái việc ăn mừng cập nhật phiên bản của V38 cơ. Đấy, bởi vì bên này họ không có sự kiện Tết. Ở bên này thì họ đã ra vòng quay bắn vàng mới rồi, và vòng quay này sẽ kéo dài tới 67 ngày nữa, tức là V38 này sẽ kéo rất dài. V38 này sẽ kéo dài tới tận 70 ngày, tức là tương đương với khoảng 2 tháng 10 ngày, rất là lâu. Đấy, gần 2 tháng rưỡi nữa chúng ta mới có UV39 cơ. UV38 này thì chúng ta sẽ có cái bộ này tên là gói Bắc Cực Quang. Thì cái bộ này ở Việt Nam chưa ra, Việt Nam một vài ngày nữa mới cập nhật vòng quay vàng. Không biết tại sao Việt Nam cập nhật vòng quay vàng chậm như thế. Ở bên này thì cái thẻ quy đổi màu đỏ ấy thì tương tự giống như bên server Việt Nam. Đấy là bộ Nam, Nam Cực Quang. Đấy, bộ Nam thì là Bắc Cực Quang, còn bộ Nữ thì là bộ Nam Cực Quang. Hợp lý không anh em? Đấy, ok. Thì cái bộ này ấy, thì như vậy là server Việt Nam của chúng ta, như vậy chúng ta đã nắm được đâu sẽ là thẻ vô cực của chúng ta rồi, à đâu sẽ là cái vòng quay vàng của chúng ta rồi. Đấy, ở bên này đang có một chuỗi sự kiện nạp thẻ nhận vãi lều quà luôn. Đầu tiên đó là cái katana kunai. Đấy này mình đã test cho anh em rồi. Tiếp theo là một cái xe thể thao trông khá đẹp tên là bạch xà nổi loạn là hay gì nhỉ, bạch xà thần nữ. Đấy, tiếp theo là 12 cái vé vòng quay, mà nói chung là cái bạch xà thần nữ này chả liên quan gì đến Thompson cả. Đấy, tôi có xem mấy video, thấy có bạn bảo đây là xe Thompson bạch xà, nhưng mà thực ra cái này không phải xe Thompson mà cái này nó chỉ là xe bạch xà thôi. Và bạch xà này ý, thì là nó liên quan đến cái bộ trend cộng đen show sắp ra mắt. Đấy, thì nó là một cái team sắp ra mắt của cái bộ đen show, nhưng mà hình như là nó sẽ liên quan sự kiện Thanh Trừng. Năm nay sự kiện Thanh Trừng diễn ra sớm hay sao ấy, tại vì bên trong cái mục đen show ấy có cái của phần trend cộng ấy đã có 4 cái trang phục 3 nam 1 nữ ấy, mà trông rất là đẹp, trông rất là phong cách Á Đông. Thì không biết là năm nay thì cái sự kiện Thanh Trừng nó diễn ra sớm hơn với cái phong cách châu Á hay không. Ok, trở lại với cả cái vụ mà gọi là sự cái vũ khí ấy, thì chúng ta có cái skin kunai này. Trong khi đó thì ở bên này họ vẫn họ cập nhật tới vài cái vòng quay mà dùng đó là cái vé vòng quay chế tác. Đấy, ví dụ như là cái bộ quỷ vương này. Đấy, đây là cái bộ đồ vòng quay kim cương họ này. Rồi chúng ta vẫn có cái vòng quay vector. Đấy, nhưng mà hôm trước ấy, khi mà mình test ở bên server này ấy, thì cái khẩu vector cộng một tốc độ bắn này nó bắn rất là nhanh, nhưng mà đến lúc mà sang sâu V38 thì bên Ghana FIFA bí mật họ sửa lại để cho nó bắn bị chậm đi. Nói chung này hơi buồn tí, tại vì hôm trước bạn xem lại video test server Indo của mình hôm trước ấy, thì cái khẩu này bắn rất là nhanh. Nói chung là thực ra bây giờ cảm giác như là một số những cái đồ chúng ta mà hơi mạnh một chút là bị Ghana sửa ngay, nhưng mà có một thứ không bao giờ sửa, đó chính là giá và khuyến mãi trên Riaki Store. Ở đây đang giảm giá rất nhiều mẫu tai nghe 40-50%. Bên cạnh đó có các phần quà như là mini Lego tặng cho mỗi người mua một tai nghe bất kỳ, hay là tặng ngay bao tay Memo dành cho những người mua một quạt tản nhiệt bất kỳ trên kênh Shopee nha anh em nhá. Ok, và vào trong game đi test cái xe phát, cái xe trông khá đẹp. Đấy, xe trông khá là ổn đấy. Ok, và mà bây giờ thì bên Ghana bên này thậm chí họ xóa luôn cả đảo mặt trời, đảo sa mạc đi rồi. Ở bên này chỉ còn lại đúng 3 đảo thôi, đó là đảo quân sự 1.0, đảo thiên đường và đảo thế kỷ. Đấy, bên Ghana dạo này họ gắt vãi, họ chả hiểu sao họ không cho chơi mình cái đảo kia nữa. Nói thật với anh em là cái đảo mặt trời tôi còn không thuộc map. Đấy, chả hiểu sao bây giờ kiểu xóa hết anh em ạ. Bó tay.com, bó com.tay, xóa hết, và thà bỏ hết đi ta làm lại từ đầu. Bây giờ xóa hết tất cả các loại xe rồi, xe xưởng các xóa hết các loại map rồi. Bây giờ map các thứ kiểu nó không còn được ôn tùm như xưa. Hồi xưa bên nào để tận 6 cái map ạ.
Bây giờ thề luôn, tôi muốn chơi một trận đảo sa mạc, không có cách nào chơi đảo sa mạc luôn. Đấy, trừ tử chiến. Đấy, có mỗi tử chiến nó có đảo sa mạc thôi, nó không có một cách nào. Tôi đang sợ ấy là bên Anna Free Fire có khi là đợt tới họ chôn luôn chế độ sinh tồn. Tại vì các bạn có để ý không là bên Anna ấy, đợt tới họ làm mấy cái giải đấu chuyên nghiệp ấy, là họ làm cả tử chiến cả sinh tồn. Đấy, song song với nhau với quỹ giải thưởng là tương đương với nhau. Đấy, có khi nào là đợt tới bên Anna Free Fire chôn luôn giải sinh tồn không anh em? Đấy, dần dần ôi tôi bị bắn, người bắn không phải bot bắn. Ui, nó bắn gắt quá, người bắn không phải bot bắn, chào tạm biệt. Trước đây tưởng toàn bot nhỉ. Đấy, từ nãy là quên không review quả xe trông khá là buồn cười. Trông cái mặt sau ấy đúng kiểu mặt hình con rắn ấy. Đấy, bạch xà thần nữ, quả xe trông khá cháy, hiệu ứng trông được. Đấy, nói chung là nó cũng sẽ nằm trong top những cái xe đẹp nhất trong Anna Free Fire. Mà dù vậy nó hơi bị thiếu một tí ống đèn sau, lửa đằng sau. Để ta mà chạy và phụt ra tí lửa đằng sau thì ok hơn. Nhưng mà về cơ bản thì trông vẫn đẹp. Đấy, trông mặt đằng trước đúng mặt kiểu con mãng xà luôn. Đấy, trông lực không anh em? Đấy, trông một xe rất đẹp nhá. Xe được của nó luôn. Xe đỉnh của chóp, chóp đỉnh luôn. Hình như có người anh em ạ. Và hình như là có người thì phải, các ơi, hình như có người thì phải. Và tôi sẽ phải xử lý tình huống này. Và có một thằng nó bám theo tôi đến đây. Có một thằng bám theo tôi đến đây. Xin nhẹ cái đầu lâu. Này, có một thằng theo tôi đi đến đây, bắn nó bay đầu ngay. Anh em cứ hỏi tại sao tôi lại biết. Tại vì tôi đeo tai nghe ở Reaki Store, thì ở mấy cái tai nghe ấy, nó có cái tính năng là giả lập âm thanh, cho phép chúng ta phát hiện ra vị trí kẻ địch, chúng ta có thể nhìn nghe được trái phải trước sau. Đấy, thì các game thủ chuyên nghiệp là họ cũng phải sử dụng những cái tai nghe như vậy để phát hiện ra vị trí đối phương. Quan trọng nhiều khi là đối phương nó nấp mình không biết ấy, nhưng mà nó di chuyển ở cái hướng mà mình đoán được hướng đấy đối phương thì nó rất là giòn. Đấy, nên là lý do tại sao phải mua tai nghe gaming gọi như thế. Tai nghe gaming khác với tai nghe nghe nhạc. Ok, sao ta nào loanh quanh đêm nhỉ? Hơi buồn đấy. Và lại lái xe đi tiếp. Trông của xe trông lực nhỉ, rất là thơm, hơi cồng kềnh. Đấy, của xe này trông cũng lực nhưng mà cũng có đôi chút sự cồng kềnh đây. Ôi mày chết, mày bị cậu phát hiện ra. Mày chạy đâu con sâu, nó vẫn chạy rồi. Nó chạy rồi anh em ạ, nó đã chạy lên trên nhà rồi. Bây giờ tôi sẽ tìm nó, thịt nó luôn. Nó chạy lên trên nhà rồi, trốn lên trên nhà rồi. Úi giật bắn nhau căng đét, nó khét lẹt ở phía trên này. Chạy đâu con sâu, vẫn cố gắng chạy kìa. Đùa, chạy với chúng tôi. Ôi, M87 ạ. Chạy với chúng tôi, B2K Abit Top. Trời ơi, Abit Top nằm ngay, được thật sự anh em ạ. Ok, có một thằng ở phía trên nữa, có một thằng ở phía trên anh em ạ. Ui, mày chết, được rồi. Bây giờ cậu sẽ ẩn nấp đi, sau đó, ôi, nổ cái chết luôn rồi. Vãi cả hàng ạ, con méo hiểu sao tiên nổ phát chết luôn ạ. Ơ kìa. Và bó tay rồi, nhưng mà thôi. Và kết thúc trận đấu ở đó và chúng ta sẽ chuyển qua một số thông tin mới. Đầu tiên đấu B38 này sẽ trình làm một loạt các hành động mới. Ở đây thì anh chàng Smart Cloud ở bên server Ấn Độ đã có hé lộ với đó là hành động live stream TikTok. Đấy, đây là hành động live stream TikTok nha anh em nhá. Và quả nhảy trông buồn cười vãi. Đấy, thì đây là hành động chắc là kết hợp với TikTok ấy. Và live stream top. Trông quả hành động live stream TikTok trông buồn cười vậy trưởng ạ. Trông buồn cười vãi trưởng có vào bường. Tiếp theo sẽ là hành động cầm lựu ném ra đằng sau lưng. Đấy, cầm Techno Blast ném ra đằng sau lưng. Sai. Và rất nhiều lựu nổ ra. Khệnh không? Hành động khệnh vãi nồi, hành động khệnh vãi trưởng luôn. Khệnh không anh em? Sợi hành động này tôi gọi là hành động bo đoi. Anh em biết hành động bo đoi là gì không? Hành động bố đời. Hành động quá bố đời luôn, lực thật sự. Sợi, được của nó anh em ạ, được của nó. Hành động ba cháy bộ trend luôn. Ok. Đấy là hành động ném lựu ra đằng sau lưng nha anh em nhá. Và ném kiểu đập vào tường ấy, đập vào một cái gì đấy xong rơi lả tả xuống dưới ấy. Đỉnh của chóp ạ. Hành động tiếp theo là hành động thả tim, Be My Valentine. Tức là hành động thả tim, và đây là một hành động nhóm nha anh em nhá. Đây là một hành động nhóm. Hành động này thì sẽ là có nhiều người, chúng ta có thể là hai người có thể thả tim cho nhau forever and ever. Tức là mãi mãi. Thả tim siêu to khổng lồ. Trời ơi, hành động này em đem đi tán gái nên tôi phải gọi là hết nước chấm phát hết nước luôn. Mấy hành động mấy chả free hết. Đấy, có cái hành động mà nhóm này thì khả năng là không free này. Hành động thả tim này không free này. Đấy, thường là hành động thường như hai cái hành động ở trên ấy thì khả năng là free.
Còn hành động nhóm này thì chắc không free đâu. Và tiếp theo là hành động gọi là dậm chân đi trông rất đần độn, trông như con bò ấy. Đấy, trông như con bò tót ấy nghe. Anh em thấy trông giống bò tót đâu. Đấy, thì hành động này tên là angry walk, tức là bước đi giận dữ. Tôi vẫn thấy là kiểu trông nó khá thú vị, nhưng hành động này chắc chắn free, tại vì tôi thấy cấp độ hành động này chỉ thường thôi. Đấy, ok, thì đây là một số hành động mà anh chàng Smart Glow có hé lộ chúng ta. Cảm ơn bạn Smart Glow này đã đóng góp một cái video rất thú vị. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha. Chúc anh có một cuối tuần vui vẻ. Bye bye.